này người ta lên chân dung chị ơi, cái len này lên chân dung nè. Để bữa sau ta đem cái len dài dài ra để ta chụp cho nha. Dài, mốt đem cái tay lên ra cái gì vậy? Cái này hàng nhỏ theo nhá hàng nó còn cái dài bự nữa, còn hàng lớn này, còn có mấy cây hàng, dạ, con có hai cây hàng, con có hai cây hàng con xài đâu hết, rồi hai ba rồi, đứng lên, ủa cái này là chân dung mà sao đứng lên được, phải cầm hàng, rồi yên tâm đi, bà nói tìm được cái gì cũng được hết á, miễn sao em làm được, rồi em biến sáng vô cái, em kéo cho cọc lên, rồi một cái ba này, ok chưa, trời đẹp quá nha. Sau này chị đứng qua được chị ơi. Em chào chú Huyền Linh nè. Em chào anh chị trên sân khấu. Em tên là Phan Huỳnh Phổ Nghi. Năm nay em 27 tuổi. Công việc em đang làm là livestream. Hiện tại thì em đang làm cơ sở bên Tân Phú ạ. Em livestream cho nhãn hàng hay là cho công ty của mình hay như thế nào? Đợt dịch là em live cho cá nhân để kiếm tiền. Còn bây giờ là em live cho chính bản thân mình ạ. Em trai, giới thiệu về mình đi. Lời nói đầu tiên con xin chào chú Huyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn gái. Con là Phạm Thái Ngọc, là thợ chụp ảnh ở Long An. Mình chụp hình được lâu chưa con? Dạ, con năm nay là năm thứ 5 con chụp hình ạ. Rồi nhà gái, chúng ta nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nè. Em tự nhận thấy là mình có thể hòa đồng với tất cả mọi người luôn. Còn nhược điểm là nhây, chơi nhây quá người ta hay giận á. Chụp nhây quá người ta tưởng thiệt, người ta lại giận. Nhưng mà nhiều khi em lại thấy những cái gì giận của họ là niềm vui của em. Trời đất ơi. Họ giận cả tuần luôn, có những người đồng nghiệp làm việc với em á, em chọc đến mức là họ không muốn gặp em luôn. Bữa nào chọc chị Lan chứ giận. Tôi khó giận lắm tại tôi cũng là một người rất là nhây. Cũng lầy lắm á con. Ví dụ như con livestream đi mà con cái kiểu u ám hay là buồn bã người ta sẽ cảm thấy buồn theo. Em đang livestream cho mặt hàng nào nè? Dạ, nước hoa và xịt giày. Gặp những cái người mà có nụ cười tươi thế này truyền năng lượng tích cực làm ai bao giờ cũng vui cả. Đó, nhà trai gặp một cô gái như vậy có tinh thần gì không? Con cảm thấy rất là vui ạ. À. Dạ, chút tí tự tin nữa. Tự tin đúng không? Con hơi nhút nhát đúng không? Dạ là đúng rồi. Chụp hình ta mà cứ ngắm hình ta mà sao nhút nhát được? Nói thật thật, con giống như là thợ chụp hình mà hướng nội. À hướng nội hả? Trời ơi, thợ chụp hình hướng nội rồi chụp tấm hình đó hướng nội lắm đó. Chụp trong phòng không? Không đi ra ngoài ngoại cảnh. Dạ, dạ có đi ngoại cảnh mà tại cái tính là ít ít nói, sợ nói nhiều bị nhiều. Duyên. Con có mở tiệm chụp hình riêng không? Dạ không, con giờ con là thợ chụp hình freelancer. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm mình là gì nè? Dạ ưu điểm của con là không hút thuốc lá, không cờ bạc, không rượu chè, làm việc có trách nhiệm, không bấm điện thoại trong lúc làm việc. Con có thể làm được việc nhà, có tu đạo theo đạo Phật. Có tu đạo luôn ha. Dạ là có đọc kinh tối chứ Huyền Linh. À một chàng trai cũng rất là tốt luôn ha. Nói chung đẹp trai nha con. Chưa chi mà nhìn sơ sơ bề ngoài đó, đẹp trai đẹp gái đó, đẹp đôi, rất là đẹp đôi luôn. Đường tình duyên con sao? Người ta hay kêu cái câu là hồng nhan thì bạc phận, mà con chưa thấy con hồng nhan mới bạc phận lắm. Ông Tơ Bà Nguyệt kiểu như xe duyên kiểu gì mà nó hơi vòng vòng một xíu á. Hay là xe nhầm dây thắt lưng của ai rồi nó không chịu rút ra để luôn tìm không thấy nữa. Số con nó lận đận kiểu gì à, cứ kiểu quen một thời gian là sắp đến kết hôn luôn thì phát hiện ra người ta có một mối quan hệ mới. Anh ấy quen một người khác và bị con phát hiện. Một ngày đẹp trời thì con ở nhà, con off con ở nhà, con sạc Apple Watch cho họ. Con thấy ủa bình thường đâu có khóa mật khẩu đâu, sao hôm nay lại đặt mật khẩu. Người thì thường thường là sẽ đặt ngày sinh hoặc là để đặt 1245 hoặc là đặt 4 số 0. Thì trúng ngày sinh thì con bấm vô thì con thấy những tin nhắn dài ơi là dài. Con đọc thì con có nhắn tin cho cô gái đó. Con hỏi là quen mà đó lâu chưa, thì hai người đó kêu là mới quen. Nhưng mà mới quen được tầm 1-2 ngày mà rủ nhau đi nhà nghỉ các kiểu rồi. Con hỏi là ủa em đã biết gì về anh ấy chưa mà em đã thoải mái rồi dẫn về nhà rồi làm các kiểu luôn. Thì kêu là do anh ấy kêu là anh ấy đã bệnh hoặc độc thân, con chỉ là người yêu cũ dây dưa thế này thế kia thôi. Xong rồi con cũng chẳng nói gì hết. Con hỏi người kia thì người kia kêu là do một phút say xỉn kiểu cảm giác giống như là do con đi làm cả ngày không quan tâm đến họ. Mà xưa kiếm tiền mình phải đi làm từ mười mấy tiếng mới có được đồng lương cao, chứ mà mình làm 1-2 tiếng làm gì có lương đúng không ạ. Kêu là do con không biết quan tâm, không biết thế này thế kia, đổi hết trách nhiệm cho con. Xong rồi dừng lại, không quen nữa. Chia tay trong mạnh mẽ không? Không mạnh mẽ luôn chị. Thật sự là rất là yếu đuối luôn. Lúc đó vì người ta lên Sài Gòn, bỏ công việc cũ, lên Sài Gòn để làm. Có mì gói ăn mì gói, có gì ăn cái đó, không có cần phải xa hoa. Mình cảm thấy mình hy sinh quá. Đúng rồi chị. Nhưng cuối cùng là mình bị phản bội. Con là ở đâu? Con sinh ra ở Long Thành, còn ba mẹ con ở Đắk Lắk. Bây giờ thì con ở thành phố Hồ Chí Minh một mình. Dạ đúng rồi. Nên bây giờ có kinh nghiệm trong tình yêu chưa? Kinh nghiệm thì chưa có, nhưng mà em muốn là khi mà người tiếp theo đến với mình thì mình sẽ làm cái gì đó tốt nhất cho họ. Và sẽ không phải là làm cho họ cảm thấy là mình giống như cái gì phiên bản cũ của mình nữa. Một phiên bản mới nhất, vui vẻ nhất cho họ. Được, rất là tốt. Rồi, bây giờ qua nhà trai. Đâu, để qua coi nhà trai sao mà khen đẹp trai nè. Trời ơi, đẹp trai quá trời. Chào nhà trai. Chào chị Ngọc Lan. Đường tình duyên như thế nào với cái nhan sắc này? Em xin chia sẻ thật là em đã qua 7 mối tình rồi. Em đã qua 7 mối tình rồi. Trời đất ơi. 7 mối rồi hả?
Dạ, bảy mối tình này chú ơi. Quen từ năm mấy tuổi? Quen từ năm cấp 3 đến... Chụp hình với cô nào là yêu cô đó, sao tới bảy mối gì vậy? Cái đó là trước khi con chụp hình luôn chú Linh. Mối đầu tiên bao nhiêu lâu nè? Dạ, mối đầu tiên là khoảng một tuần lễ. Một tuần lễ? Mối nó dài quá ha. Quá trời yêu. Rồi mối thứ hai? Dạ, mối thứ hai là được một tháng. Một tháng? Mối có, thứ ba có tiến bộ rồi. 6 tháng. 6 tháng. Mối tư? Dạ, được 5 năm. 5 năm? Ồ. Mối thứ năm? Dạ, mấy mối sau là nó ngắn hạn lắm chứ. Toàn là tuần tháng này kia không à. Chỉ có mối 5 năm thôi. Cái mối 5 năm sao chia tay nè? Dạ, mối 5 năm chia tay là bởi vì lý do là bởi em à. Em là người không tốt ở trong cái mối tình đó. Là muốn kết thúc cái mối tình đó để đến với mối tình mới. Trời. Trời. Bây giờ cũng ngẫm ra là biết cái sai của mình rồi, biết mình không thể nào mà quay lại được. Anh sao đang quen người ta 5 năm rồi, cái muốn có người mới? Dạ, tại em muốn có người yêu đẹp hơn hả? Trời ơi trời quá đất ông này rồi. Ông ỷ ông đẹp trai rồi, cái ông muốn làm gì ông làm hà. Bây giờ thấy hối hận không? Dạ, mấy mối tình sau nó ngắn ngắn là bởi vì là cái sự không tốt của mình giống như là một cái quả báo vậy. Quả báo hả? Dạ, nghiệp quật. Biết hả? Dạ, đúng rồi. Mình phải cố gắng thay đổi, mình hướng Phật nhiều hơn, mình tu lại. Dạ. Đúng rồi đó, chị Lan hôm nay tôi nói bây giờ ăn chay nè, niệm Phật nè, tụng kinh. Ăn chay tháng 4 bữa hả? Dạ. Giờ yêu là phải chín chắn nha, chứ không phải là gặp cái yêu, gặp cái yêu nha. Tôi nói nghe là bên đây cô này rất là bản lĩnh luôn á nha. Bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào con? Con trước giờ thì con chọn người yêu không có mẫu hình lý tưởng. Ừ. Con tin gọi là ánh mắt đầu tiên khi nhìn. Con nghĩ là chắc phải cao một xíu. Cao. Không cần đen, không cần trắng. Da thì không cần. Ừ. Bình thường tại vì con trai ngâm ngâm mới đẹp. Rồi. Đúng luôn. Gì ta? Phải nói chuyện có duyên nha, tại vì con nói chuyện rất là vô duyên. Đâu có con livestream bán hàng được là có vô duyên con. Và con muốn là sự nghiệp anh ấy cũng phải ổn định. Con thì sự nghiệp ổn định rồi, nhưng mà con cũng muốn anh ấy ổn định để sau này ví dụ còn cưới nhau thì còn lo cho con cái nữa. Chứ không ổn định cứ ngày ba cọc ba đồng thì rất là cực. Thấy người ta bản lĩnh chưa? Thấy khó nuốt quá. Hả? Thấy khó nuốt quá hả? Dạ. Mình muốn một mẫu hình lý tưởng thế nào? Dạ, mẫu hình lý tưởng của con là bạn gái chỉ cần biết nấu ăn thôi, còn lại con có thể lo được cái việc nhà. Bạn bên bản là livestream bán hàng, con có thể lo chụp hình, lo về phần hình ảnh của bạn nó thoải mái. Biết nấu ăn vậy con? Dạ con biết, con biết hết luôn á. Hợp lý không? Được chưa? Dạ được, nhưng mà là có cái là sợ bạn bên bạn nữ là không chịu con là bởi vì là con là con út của trong nhà, nhà con ở với ba mẹ. Mắc mới gì không chịu? Mắc mới gì không chịu dạ. Trời. Con chưa hỏi mà con hay phán người ta quá. Bữa nay mình đi với ai vậy? Dạ. Dạ. Hôm nay con đi có một mình nè. Một mình. Để chị Lan lo. Đi với ai? Dạ là nay đi với năm anh em chơi từ nhỏ lớn rồi. Trời ơi. Xin chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan và quý khán giả trường quay. À, chào nhà trai. Bạn nữ bên phía bên này rất là xinh với lại chững chạc. Hôm nay bạn con có đi cô gái nhiều không? Hôm nay thì bạn con đọc kinh với ăn chay không ạ? Để lên chương trình này. Bao lâu rồi nó chưa có bồ? Chắc phải một năm. Một năm. Một năm rồi bạn ấy chưa có bồ, rồi con cảm thấy là bạn ấy có cái sự thay đổi gì không? Dạo này thì thấy tích cực lo bên chụp hình với lại cũng lo tìm một bạn để đi lâu dài để tính tới chuyện hôn nhân. Tại ba mẹ bạn đó cũng lớn tuổi rồi, cũng mong bạn đó có gia đình. Bạn con rất là thích được chọc, mà bạn nữ là thích thích chọc dẻo, thích cuồng dây là đúng đối tượng rồi đó. Tại xóm con là thường chọc bạn con không à. Nó cọc lên vui lắm. Đây là bạn trong xóm chơi với nhau từ nhỏ luôn đó hả? Con chơi với nhau chắc 20 năm rồi. Trời. Con thấy cặp này hợp không? Con thấy rất là hợp luôn. Chị Lan xin được chúc mừng tình bạn của các bạn nha. Năm đứa cũng đẹp trai hết ha. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Đó. Có đối tượng luôn. Tha hồ ghẹo. Mình xin tặng bạn món quà. Em còn tặng anh món quà. Cái này là sản phẩm bên em luôn nha. Rồi cảm ơn bạn nữ nhiều. Mở quà lên coi. Đây là sữa tắm. Sữa tắm thôi à? Vậy thôi sữa tắm ngại đó mà. Dạ. Dạ, món quà của con anh mở được á. Dạ. Dạ anh mở món quà của em đi. Wow. Đây là sản phẩm nước hoa bên em. Thơm xịt không? Thử ngái còn thơm không? Xịt giữa trán thơm chứ. Trời, xịt chuyên nghiệp ghê ha. Rất là hợp ý anh. Cảm ơn anh nhiều. Thôi bây giờ cắt quà đi nè, làm bộ hình đầu tiên cái coi. Chụp không đẹp là tình cảm đi xuống nha anh. Ok, anh yên tâm. Rồi, bạn nữ ngó đây cười tươi nha, nhẹ nhàng nha, một cái. Đó nè, rồi mình nhìn nghiêng qua đây cái phần nè. Anh này chụp cái tay gì thì thấy cái chân dài được chứ. À, rồi, trời, okay. Người yêu gì mà chụp kiểu gì, sau này rồi cái len này người ta len chân dung chị ơi. Cái len này len chụp chân dung. Dạ. Để buổi sau người ta đem cái len dài dài ra, người ta chụp người nha. Dạ. Cái ngắn cây dài, cái ngắn là chân dung. Mà mốt đem cái tay lê ra, quý vị ghẻ lên chân.
cái này hàng nhỏ theo nhá hàng thôi, còn cái cây dài bự nữa. Còn hàng lớn nữa hả? Dạ bự lắm chú Linh. Còn có mấy cây hàng? Dạ con có hai cây hàng. Dạ con có hai cây hàng. Ờ, con có hai cây bát. Con hai cây hàng con xài đâu hết. Rồi. Ôi trời. Rồi hai, ba nè. Rồi đứng lên coi, đứng lên cái, đứng lên. Ủa cái này là chân dung mà sao đứng lên được? Lấy background khác. Rồi. Thôi yên tâm đi má, chụp được cái gì cũng được hết á, miễn sao em đẹp là được. Rồi ok. Em kẹo cho đẹp nha. Rồi đứng sát vô cái hàng rồi băng. Em kẹo cho cọc luôn đi. Cọc cho cọc lên. Thế rồi một cái ba nè. Ok chưa? Trời ơi đẹp á nha. Sau này chụp nước hoa được á chị ơi. Tại giờ là còn rung chứ level còn cao nữa. Rồi hai đứa quay đối diện nhau đi. Chào em. À, em có mong ước gì cho tương lai của hai đứa về mặt sao ta? Gia đình á. Em chưa có mong ước về tương lai cho nhiều, tại vì đối với em là mình sống cho hiện tại đã. Mình cố kiếm tiền cho hiện tại, còn tương lai thì mình sẽ chỉ là hoàn thiện mình hơn thôi. Giống như là quen nhau thì mình sẽ cố cái gì tốt nhất mình sẽ cho nhau thôi. Cái gì hạnh phúc nhất mình sẽ cho nhau, những gì bình dị nhất mình sẽ cho nhau. Em chỉ tính tới hiện tại thôi, chưa có nghĩ tới cái chuyện mà đám cưới sao. Đám cưới thì từ từ cho anh, tại vì bây giờ em là người phụ nữ hơi hiện đại một xíu. Em muốn kiếm tiền trước đã. Ví dụ như anh có tính đến chuyện kết hôn với em thì anh nói em thì em sẽ tính với anh. Còn bây giờ em chưa có người yêu nên em chưa có tính được là em phải quen người này như thế nào. Tại vì em đâu có biết duyên phận của em đến như thế nào đâu. Nhưng mà gặp rồi con thấy cảm tình với nhà trai không? Thấy dễ thương ạ. Là giờ bây giờ em chỉ muốn tập trung vô live stream và mình kiếm tiền nhiều nhất có thể. Đúng rồi. Tới một cái bước nào đó là mình đi dừng lại mình. Không anh, nó sẽ song hành luôn. Em sẽ có thể làm cả hai luôn. Vừa đi làm vừa kiếm tiền, vừa muốn có người yêu để chăm sóc cho em nữa. Em cũng phải vừa lo cho anh nữa. Ví dụ như quen nhau thì em phải lo cho anh về ăn uống, mọi thứ nữa. Chứ không phải là em cứ cố kiếm tiền để mặc anh như vậy là không được. Thì đó là hợp lý đúng không ạ? Nhưng mà cho anh hỏi là, tức là em chưa có nghĩ tới chuyện kết hôn không? Tại vì chưa có ai nói em là cưới em nên em chưa đến nghĩ đến chuyện đó. Giờ phải đòi đi em nghĩ tới. À rồi ok, 2 năm hay 3 năm là hợp lý. Bây giờ em là 27 rồi thì em nghĩ là tầm 29. Vậy giờ 28 cưới luôn được không? Nếu anh ấy đồng ý thì em cũng về đâu xin hỏi ba mẹ. Bây giờ chuyện kết hôn nè, cưới nhau xong là hai đứa ở đâu nè, bàn luôn đi. Kết hôn xong á thì em có đất ở bên Long Thành. Thì ví dụ như anh có tiền thì anh xây nhà thôi, còn đất thì sẽ có rồi. Nếu mà anh cưới em về thì trước tiên là em cũng muốn làm dâu mẹ anh một xíu. Quen ai em cũng thương cha mẹ người ta cũng giống như cha mẹ ruột của mình. Và cũng mong muốn anh thương cha mẹ em, tại vì cha mẹ em cũng lớn tuổi rồi. Cái việc ở riêng thì anh muốn thì ở riêng, không thì anh muốn phụ dưỡng cha mẹ anh thì mình xây nhà ở cùng với cha mẹ anh. Nếu mà quen nhau á, em có muốn ở gần người yêu luôn không? Hay là em mỗi người một nơi được? Trời ơi, quen nhau ai mà không muốn ở gần với người yêu trời. Không, tại công việc của anh ở quê đâu không định đó. Một tuần anh nên gặp em được bao lâu? Mấy ngày trong một tuần? Công việc của em là cuối tuần thôi hả? Hay là có ngày thứ? Công việc của em là live thường xuyên luôn. Không có ngày nghỉ, nó thiệt là không để có ngày nghỉ. Để tôi nói cho câu chuyện live stream bán hàng nè. Một ngày live từ 8 tới 12 tiếng mỗi ngày. Ngày nào cũng live hết thì mới có tiền. Nói chung là không có lên thành phố được. Tại ở dưới đang ổn định quá rồi, nhiều mối mang. Vấn đề em có thương người ta hay không thôi. Người ta có cảm nhận em là một cái chỗ dựa vững chắc hay không? Ta dọn cái bộ live stream gì với nhà chứ. Em cua người ta đi. Em cua được rồi, em lôi người ta đi về chỗ của em. Trời, em chưa cua được người ta mà em lại sợ em lên được người ta. Em có muốn cho anh một cơ hội không? Để anh tìm hiểu em. Em sẽ thấy được cái tốt của anh và anh thấy được cái tốt của em. Sao anh lại nói câu đó hả ta? Anh phải hỏi em là em có đồng ý cùng anh không? Chứ cho cơ hội thì em đang nói chuyện với anh là em đang cho anh một cơ hội rồi. Anh cứ hỏi em là có muốn về không thì anh không lên được. Làm giống như là làm em cảm thấy là anh đang suy nghĩ dừng chừng gì đó. Đúng chứ còn gì nữa. Ta nói rất đúng luôn. Chưa gì đó, chứ lo sợ tao không về. Và em đang cảm thấy là em trưởng thành hơn anh ấy rất đúng là nhiều. Đúng rồi. Đây rồi. Bây giờ tất cả lỗi lầm đã bỏ qua hết rồi. Bây giờ bắt đầu mối quan hệ mới nè. Bây giờ cái mong muốn mình như thế nào? Bây giờ gặp cô này thấy sao nói cho cô biết đi. Em sẽ cùng anh. Mình cùng nhau làm giàu. Mình cùng nhau làm giàu. Phải nói vậy. Câu này được nha. Mà quan trọng là cưới nhau về rồi làm rồi tiền ai giữ? Dạ, vợ giữ hết. Đó. Anh chỉ cần nấu ăn ngon thôi, lau nhà rửa chén anh lo, con cái anh lo được. Bạn nữ giỏi cái nào thì anh sẽ ráng theo cỡ đó. Bây giờ con người anh đã thay đổi rồi. Em có nhiều cái tư duy tốt hơn anh, tư duy anh còn hơi còn non xíu. Tại em cũng trong vòng an toàn của mình nhiều quá. À, mong em có thể giúp đỡ anh và chúng ta cùng nhau phấn đấu. Ok. Muốn con cái, trai gái gì tương lai muốn sao nói cho con biết đi. Trai gái đều là con của mình, nhưng mà anh thích con gái hơn. Con gái thì mình thích na. Em thích con trai đầu lòng, tại vì
em muốn chồng mình sau này đi ra ngoài người ta lại không nói là ừ, vợ mày không sinh được con trai cho mày. Em rất thích là kiểu như là có con trai đầu lòng chứ đã, rồi sẽ đẻ tiếp, đẻ khi nào ra con gái cũng được, nhưng mà phải có con trai đầu lòng đã. Mong em cho anh chỉ cần có lý do thôi, bao nhiêu xa anh cũng tới. Quá đừng luôn đừng có nhiều điều được không nè, để tay vào nút bấm đi. Hai bạn sẽ bấm nút sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nha. 1 2 3. Hết thời gian. Trời ơi, khó bấm luôn hả? Sao vậy cô gái vậy? Ta thật ra chú rất muốn con bấm luôn á. Đáng lẽ con sẽ bấm, nhưng mà tâm sự với ảnh một hồi thì con cảm thấy ảnh chưa có thật sự là muốn quen con lâu dài. Đó là sự cảm nhận của con. Muốn chứ không mà, phải muốn mà. Chứ không phải là không muốn bấm đâu. Con nói đi, con muốn ta quen lâu dài, nói đi, giải thích, chú tức quá. Cảm ơn em, nhưng mà nếu không bấm trong chương trình thì chúng ta sẽ có thời gian tìm hiểu với nhau trên ngoài đời. Hy vọng là lần đó anh sẽ là gần được thấy cờ. Đó. Dạ. Để đi nha. Cảm ơn chị. Rồi, chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm. Bạn gái. Mời nhà trai. Mời em trai. Bạn nữ giới thiệu về mình trước nè. Em chào chị Ngọc Lan, em chào anh Quyền Linh và chào quý vị khán giả. Em tên là Đặng Thị Ngọc Diễm, năm nay em 35 tuổi, em đến từ Tiền Giang. Hiện tại em đang làm kế toán cho một công ty giao thông vận tải tại Hồ Chí Minh ạ. Đang run hả? Dạ. Này ôm một cái cho hết run nha. Diễm quê Tiền Giang hả? Dạ. Vậy là quê cùng với Linh đó nha. Dạ. Mời em trai. Lần đầu tiên xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan, bạn gái bên kia và quý vị khán giả có trong khán phòng ngày hôm nay. Lời chào trân trọng nhất. Mình là Nguyễn Nhân Diện, năm nay 44 tuổi, quê thì ở cái lại Tiền Giang. Tiền Giang luôn. Dạ. Giờ hiện tại đang công tác và làm việc là sinh sống ở Bình Dương, Thuận An, Bình Dương. Diện làm gì Diện? Dạ, nghề nghiệp của em là dược sĩ. Rồi bán thuốc hay là hiện nay là bán thuốc hay là sản xuất thuốc? Dạ, em có một cái cửa hàng của riêng em. À, cửa hàng bán thuốc luôn hả? Em tự mở, em quản lý. À, là chủ cửa hàng đó luôn. Dạ. Bạn Diễm là ở đâu, huyện nào Diễm? Dạ, em ở Gò Công Tây ạ. À, cách xa khoảng mấy chục cây số thôi. Dạ. Mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của nhau đi, bạn gái nói trước đi. Ưu điểm của em thì là thân thiện, hòa đồng với lại thiên về tình cảm gia đình. Còn khuyết điểm của em là nấu ăn không giỏi và giao tiếp cũng không giỏi. Còn nhà trai? Ưu điểm của em là nhậu thì cũng ít. Rồi thứ hai đó là không hút thuốc. Nhược điểm của em thì cũng hơi nóng tính chút. Nóng quá thì mày làm gì nè? Cũng bỏ đi đâu đó thì khoảng một thời gian rồi. À, cho nó đỡ chứ đừng nóng quá đừng có làm bậy nha. Dạ. Nóng quá có đập đồ được không? Dạ không chưa chị. Đập luôn sao đâu. Điểm thứ hai đó là nhược điểm là hơi luộn thuộn. Đồ đạc thì để trong phòng nhiều khi chưa ngăn nắp lắm. À. Tại ở con mình. Rồi đường tình duyên của Diện là sao? À, dạ thì em có hai mối tình. Một con trẻ là 23 tuổi thì cũng quen một cô kia. Rồi trong cái mùa ông thi thì quen xong rồi tới làm hồ sơ đi thi các trường á, thì đi thi xong rồi mỗi người mỗi ngã rồi mất liên lạc luôn, chia tay luôn. Dạ. Người ấy rồi không biết đậu gớt rồi coi như là sao luôn rồi không liên lạc được nữa. À, còn dài đây gần đây thì có một mối, nhưng mà nguyên nhân là có người thứ ba xuất hiện. À, người thứ ba xuất hiện ha, không biết nhà gái sao. À, chỉ có một mối tình à, là cũng lâu rồi, từ năm 2011 đến hôm nay, và sau đó cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng chưa có đi đến đâu. À, người ta là không có kinh nghiệm luôn đó. Thì ở bên đây hai mối thật ra cũng không có gì sâu sắc luôn á. Mẫu hình lý tưởng của mình đi. Trước tiên không hút thuốc. Rồi bên đó là không hút, không thuốc hút. Biết quan tâm chăm sóc và không gia trưởng á. Bên đây chắc không gia trưởng, ở đây cũng hiền lắm. Dạ. Nãy giờ cũng rung y chang bên đó vậy đó. Bây giờ mình muốn cái người bạn trai mình cao bao nhiêu? Cao hơn em một chút được rồi. Cao là có cao á, nhưng mà mập hay ốm? Thích mập dạ, hay ốm? Dạ chào anh. Dạ. Cao lắm. Em gái thích mập hay ốm? Dạ, mập một xíu đi anh. Ở rồi mới công đi ra người ta nói là khó nuôi. Có luôn. Mập có mập. Dễ thương lắm. Búp mếp. Làm như chương trình tuyển hay sao? Tôi tuyển mà, tôi đọc hồ sơ rồi tao mới tuyển giống như vậy, nay hỏi lợi thôi. Dạ. Hiểu không? Rồi còn em trai. Người yêu của em thì biết nấu ăn thôi. Rồi thứ hai nữa là hiền. Rồi biết lễ phép gia đình. Rồi thứ hai trung thủy. Dạ, ai người ta cũng mong muốn có bồ vậy hết trơn trời anh. Dạ.
Cái điều gì anh không thích nè? Không thích mình. Ví dụ xăm nhỏ nhỏ cái trái tim ngay trán là được. Không có ai mà đi xăm trái tim ngay trán hết trơn, trời ơi. Ví dụ nhỏ nhỏ là lỗ tai. Ví dụ cũng kỳ cục. Hay xăm cổ tay. Con gái giờ hay xăm cổ tay dễ thương. Xăm gì đó được không? Có thể chăm thiết được. Được đúng không? Nhỏ nhỏ dễ thương mà. Thẩm mỹ đẹp mà. Liễu bự quá thì thật ra xăm mình nó là một cái nghệ thuật, biết về nó thì thật ra nó rất là đẹp luôn á nha. Mỗi một hình xăm nó đều có một cái ý nghĩa khác. Đúng rồi, hình xăm cũng không phải nói lên tính cách con người. Có nhiều người xăm như người ta rất là hiền. Qua tôi coi có xăm mình đúng không? Không được, sao coi. Chào em gái Tiền Giang. Dạ. Có xăm mình không? Dạ không. Khó không? Dạ không có. Chắc không? Chắc ạ. Nãy giờ yêu cầu nhà trai đưa ra đó, mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Đáp ứng được cái chung thủy, không xăm mình. Bao giờ thì mình có thể đi đến kết hôn được? Gia đình em cũng hối lắm rồi. Hối lắm rồi hả? Nếu mà có điều kiện thì là năm nay hoặc là năm sau thì cũng được. Ngon. Năm nay luôn á, chứ bên đây cũng lớn rồi. Năm nay? Được năm đó. Nay là được, giờ mới đầu năm à. Tôi thấy nhà trai tôi chịu cái ý kiến bên nhà gái rồi đó. Trong năm nay được không? Dạ được chị. Quá được đúng không? Dạ. Bên đây cũng ngon nữa. Chồng Phúc. Được, đó. Bây giờ là anh đi với ai? Dạ, đi với 16 ạ. Có một cậu nhỏ. À, kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Qua cái trao đổi ngắn trên chương trình thì cậu Mợ nhận thấy là cháu gái có một gương mặt rất là dễ nhìn, hiền và có công việc ổn định, công tác cũng tại thành phố Hồ Chí Minh là cũng thuận tiện cho nhà trai, cháu trai cũng Bình Dương thì lên xuống cũng gần, thì cậu Mợ cũng mong muốn rằng là hai cháu tạo một cái cơ hội để tiếp cận và đi đến hôn nhân một cách sớm nhất. Xin dạ. À, cảm ơn bà Sáu. Cảm ơn ạ. Sớm nhất nha. Nhà gái mình đi với ai vậy? Dạ, em đi với chị đồng nghiệp ạ. Con xin chào cô chú bên đại diện nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em làm chung với Diễm cũng được 2 năm. Thì Diễm là người rất là hiền lành, sống tình cảm, là người phụ nữ của gia đình. Theo yêu cầu của anh thì em thấy Diễm rất là phù hợp. Em chỉ mong là anh nghiêm túc trong tình cảm. Và nếu như mà anh và Diễm có duyên á, thì mong anh là chăm sóc và quan tâm Diễm nhiều. Tại vì em thấy Diễm rất là chân thành, một cô gái rất là tốt. Rồi, cảm ơn em gái. Mình cùng là dân Tiền Giang hết, nó dễ tìm hiểu ha. Dạ. Dễ nói chuyện với nhau. Mở đầu. Bắt đầu đi Diễm. Bước qua liền. Chào em. Dạp ngõ luôn. Lần đầu tiên em có món quà trên tặng em không? Dạ, em cảm ơn. Dạ. Em cũng xin cảm ơn. Cảm ơn. Anh nhìn em thì xinh xắn dễ thương. Dạ. Em mà hồi nãy em nói em công tác kế toán ở thành phố mà ở quận mấy vậy? Dạ, em làm ở quận Tân Bình đó anh. À, thì cũng gần, anh ở Bình Dương. Dạ. Thì quan điểm hôn nhân của em thì sao? Dạ, vô liền quan điểm của em là chung thủy, san sẻ và cảm thông. Anh thì có điều đó, anh đã đặt cái điều đó mà. Chung thủy nãy anh đang hàng đầu. Dạ. Trong cái gia trưởng hồi nãy em có nói thì anh không có gia trưởng đâu. Dạ. Ừ. Tính anh thì cũng hiền lắm. Dạ. Thì hiện tại thì vô liền. Anh kinh doanh làm ăn bình thường thôi. Ừ, cái gì anh thấy thì anh sao. Còn cái toán của em thì bây giờ ở khu công nghiệp, anh ở gần khu công nghiệp thì cũng nhiều lắm, dễ xin lắm. Dạ. Có điều kiện thì mình về chung cũng tiện ha. Rồi em vô chỗ ngoài trời. Vô liền vô. Tấn công liền thấy không? Thì em đến đây á là cũng muốn là cho mình một cơ hội và cho người đối diện một cơ hội. Ừ, anh cũng vậy. Dạ thì tôi. Chị bấm nút luôn hả? Ủa vậy là xong rồi hả? Ừ xong rồi đó hả? Được dạ, không quá được chị, quá được. Bấm nút đi, bấm nút đi, bấm nút đi, bấm nút đi. Bây giờ hai người tiến tới nắm tay nhau cái có được không? Cho nắm tay anh. Ừ. Nắm tay anh rồi anh gửi một em một ca khúc là tình ngàn của nhau. Ok. Anh không tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đài cát cắm hoa lụa là vàng son. Anh không tìm người yêu thái đắng đội đen. Anh không tìm người yêu xe đấm xa hoa. Anh không tìm người yêu ngọc ngà cao quý vàng son em ơi. Hay quá. Được hay không các bạn sẽ quyết định ngay tức khắc bằng nút bấm của mình. Với nhà trai tôi muốn lấy vợ lắm rồi đó. Lấy vợ đi làm chủ tiệm thuốc. Chúng ta chờ trong giây lát. 1 2 3 hết thời gian. Bấm nút. Đã chính thức mình hẹn hò với nhau rồi, bây giờ mình nắm tay nhau nào. Bấm vậy nè, sang tay vô. Nó xì tin dâu chút xíu đó.
được không? Dạ được. Bây giờ là chính thức hẹn hò với nhau nha, không e ngại gì nữa nha. Được chưa Diễm? Anh nghĩ rằng đúng với người em đúng đã mong muốn đó. Chúc hai bạn sẽ hạnh phúc nha. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt xúc gà của công ty Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng thuốc. Sáng giờ không đúng ở nhà, không đúng ở Kim thì mọi người gọi em là Kim Cô Đơn. Năm 2 năm tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình ta Kim Cô Đơn làm gì? Em hiện tại đang kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do là làm việc là gì? Dạ, con đang bán cua và ăn rồi. Rồi, con không xếp tiền, con hay con chịu để cho con tôi ăn thôi. Rồi, cô đó là con rồi, chú Vũ là. Mai là cái. Chào, chào chú Quỳnh Linh, chào Ngọc Lan và chào anh bên cạnh. Và ông chào cả khán giả. Con tên là Lê Tiểu Linh, con đến từ Bình Phước. Con năm nay con 25 tuổi. Con hiện tại làm công ty Thị Gia. Thị Gia. Con làm Bình Phước đúng không con? Dạ. Ở chỗ đó với ai nè? Dạ, con ở với ba mẹ được của con. Rồi. Còn mình làm cua làm ở vườn mấy? Dạ, con đang làm ở vườn Bình Thảo của mình. Dạ, tức là cái vườn ở đây đó hay sao? Dạ không, bây giờ thì con mới ra bán mà con đang bán ở ngoài đường. Bán ngoài đường? Dạ đúng rồi. Lấy cua đâu? Dạ, lấy cua ở dưới quê con. Quê con Cà Mau. Thì con lên ở đây con ở với ai? Con hiện tại thì sống một mình. Một mình, hướng nhà ở. Con bán cua để được luôn. Dạ, bán cua. Nếu con mang tới được cua cải. Chúng ta thấy quà. Dạ, thì cũng đúng. Nói chung mới đặc biệt là vậy con hiểu không? Dạ, đúng. Từ từ tiếp chỗ nào con ngon con bán nha. Dạ. Không bỏ cứ cửa nhà cũng bán được nữa. Đúng, cứ gì con lên số nha. Rồi đến hồi khi nào gì con mang cần cua sẽ gọi đặt nha. Cái đó con làm gì con? Con việc gì con lên con bán cua. Thì ngày xưa thì con có học ngoài trường cao đẳng y tế Bạc Liêu thì chuyên ngành của con là y sĩ đa khoa. Tốt nghiệp chưa? Con tốt nghiệp lâu rồi, tốt nghiệp năm 2016. Rồi, học võ tốt nghiệp y sĩ đa dạ, khoa. Y sĩ đa khoa chuyên ngành y học cổ truyền. Đa khoa của con? Dạ. Đó, làm nghề con? Thì nói nghe này thì nói chung là nhiều bạn sinh viên cũng có thể gặp nhóm trường hợp chúng con là khi ra trường á, mình cầm cái bàn để xin việc á, nếu mà mình không có quen biết hay là không có học thì khó xin việc lắm. Tôi rất một phần con thật ra là con chưa phải có ngày một chiều là phải có thời gian học nhiều lắm những kinh nghiệm đó thì cái công việc này nó sẽ ổn được con ạ. Chứ gì khi có cái bằng con cũng chưa biết làm gì không thì không ha. Rồi nói chung là được bi quan quá thì ví dụ phải có người quen biết thì có thể có bạn thì mới được ha. Dạ, tại vì con gặp một cái bạn con đi từ dưới ấp dưới huyện dưới xã lên dưới tỉnh luôn không ai nhận hết. Người ta nói sao? Người ta kêu đủ người rồi cái đơn vị giờ mình thấy đang làm gì nè? Hiện bây giờ học cái lực cái con ra là làm gì mình thấy đó? Cái nghề của con ra thì nếu mà nói đúng thì con dưới bác sĩ, con dưới phòng khám con phải khám bệnh được, con nhỏ lẻ thôi, chăm cứu chết rồi cũng được. Ừ, vậy là cũng cứu được tốt rồi. Để cứu giờ đến giờ con thấy tôi về về ta làm chăm cứu cổ truyền khi vừa bắt cua luôn, hai cái luôn. Mình nên mở một cái phòng khám khi mình cho mấy đứa mắt luôn. Nha. Cứ nhà con bỏ là đủ con. Đúng quá. Ừ. Thì cũng người mà con hát. Và nhà gái. Nhà gái bây giờ nói về ưu điểm của mình đi. Ưu điểm của con là thích đi làm việc việc. Và thích đi du lịch. Và... đi với chú con. Thích đi được thị là đi với chú, thích đi du lịch là đi với Ngọc Lan. Hai trường hết rồi đây. Đây tại vì không có đi tập luyện có đủ tiền thôi.
và con được rất thương người, rất đồng học, và con về lành và hòa đồng với bạn bè, từ người lớn tới trẻ em. Và còn khuyết điểm con thì con nhút nhát và cũng cũng sao thì con cũng hơi cũng có tính con thì cũng có hơi bướng và cũng có hơi lì, và con cũng hơi khó chịu. Không sao, con gặp đúng người chị đưa con là con hết cái tính lì. Có y sĩ cổ quyền con con người là mình chăm cứu thôi, có quyền là hết lì. Không có lì là không đáng chăm cứu rồi chứ gì chứ, con bướng có quyền là hết bướng luôn. Rồi ngày trai mình báo chút xíu về ưu điểm đi. Thì điểm mạnh của con đó là luôn luôn đúng giờ, dám nghĩ dám làm, là con biết nấu ăn, biết làm việc nhà. Thì nếu con có thể là con không biết bày tỏ tình cảm với người khác, tại con ra đường cũng hay giúp người lắm. Có thể bị không biết có đó phải là căn bệnh không, mà con bị mang nước mắt giống như anh Tấn Thành vậy đó. Như xem những hoàn cảnh khó khăn này nọ thì con hay khóc, mà khóc một mình không biết người lắm. Giờ ai có khóc một mình biết liền cũng không. Nếu mà ra đường gặp mấy cô chú già già bán số, nếu mà con có tiền bây giờ là hai đứa thì khoảng cách địa lý là xa đó, đúng không? Rồi đứng lên và xuống rồi bác. Con bây giờ con nói chú về tình duyên cho bên nhà trai chúng nghe rồi. Con thì có hai mối tình, một mối tình hồi đi học thì cũng bên quê thôi, thì còn một mối tình thì từ con quen cũng đã 10 năm, nhưng mà đến sau này thì hai con không hợp nên không chia tay. Mười năm mà thấy không hợp nữa, tình cũng lâu quá, chưa hiểu gì con. Dạ, hai con có duyên thì đến thì lỡ có bầu, thì trên việc cuối thì có bầu dịch COVID-19 thì mãi cưới lại. Thì đến lúc bầu lớn rồi biết trai gái thì anh đó từ chối trách nhiệm, và nó kêu là bầu má anh nuôi, kêu con hết ai đi, kêu con lựa chọn 1 trong 2, một là con hay là ảnh. Thì nay con chọn con thì ảnh có con, có ảnh có con. Rồi, vậy là hai con học con đó là ổng hay với con học, ổng hay bên kia ổng hay với con, rồi bỏ mẹ con không vậy nữa, rồi mình nuôi con nữa. Xin tiền ra, lại ra. Nó nhắn tiền kinh. Khổ lắm. Bỏ qua chuyện đi.
Bây giờ mình nói về tương lai. Thì ông Giang cũng biết rồi. Muốn bạn có cùng chung hướng với con đi thực hiện. Con già chưa? Dạ, con dù chưa giàu nhưng mà giàu tình cảm chứ con. Không có giàu cái lần thiện được. Nhưng mà bây giờ á, mình cứ lo cho đủ mình ăn cái mặt cái đã. Rồi lo cho con mình. Rồi mình nghĩ người khác cũng biết dạ. Bây giờ chưa nghĩ cho mình nữa mà nghĩ được thì con thì cũng khổ cho con gái ha. Dạ. À, thì là tốt, thấy rất là tốt. Nhưng mà thôi để lo cho con một chút đi. Con mình nó cũng còn nhỏ đó. Ừ. Rồi ngoài cái có điểm chung là cái gì là được thiện cho con mong muốn của anh Trang? Dạ, muốn là nó biết thương riêng gia đình. Ừ. Họ con thì có thứ của con để cái niềm lễ là con. Con Người con có điểm nào mà con có con trai không? Dạ, con muốn người đó thì uống thuốc với uống rượu bia lại. Con biết là con trai thì ăn thuốc cũng uống rượu bia, nhưng mà lại hạn chế. Vậy con nhờ. Cái cao ớt mặc lượng lên sao mất là nghĩa là dạ, con muốn người đó cao từ trên mắt mấy 50. Như sao? Và người một học để con uống đồ ai nhiều. Giờ ta không mặc nhưng mà ta cho dữ lên không? Thì tôi mặc. Mặc nó không mặc nha. Dữ thì ngon nè. Sao cái kia không muốn kiện, chắc cũng được 50%. Thì có 50% gì cậu? Dạ đây, thì em cũng có một chút. Dạ. Có nhiều không? Nghe thấy có. Thì tại vì em á là người sống ở tâm mà. Có những chuyện buồn thì em kể lại. Nếu buồn vậy thì em cũng có thể được mình. Đưa em viên một phần, kỳ vọng. Nước một mình vậy đó thì chỉ có thuốc lá mà bản nhau thôi. Nốt còn mỗi thứ trường hợp mỗi lần được được thua ăn. Mỗi lần được thua ăn. Dạ. Mỗi lần được thua ăn. Thuốc vốn là hết hết được. Ngán ăn hoài ngán. Nếu chỉ bỏ thuốc ngang, thuốc lá là không có tốt cho sức khỏe. Bây giờ thì buồn, không buồn gì cũng vậy hết trơn, không có tiền cho nó. Tại vì người đàn ông mà ra ngồi quá thời mình suy nghĩ là chỉ có thuốc lá mới làm bạn. Đúng rồi. Thì đâu có thể hợp lý đó. Bây giờ có chia sẻ nhậu không? Nhậu thì em thích nhậu. Đi ăn bạn bè chỉ còn người mà có cùng là sống trong người tiệm thôi. Thì chị nghĩ hai bạn cũng hợp với nhau. Rồi, mình đứng ra vậy gái. Chưa hỏi ra rồi, có bạn gái như thế nào? Có bạn gái thì sao? Em thì em không có mẫu người ý tưởng. Chỉ cần em nhìn thích là được rồi. Chứ với lại bạn ấy đều có lợi ích quá. Có phân biệt cái cách mình ghét. Ok, cuộc sống ta cũng khó khăn lắm. Rồi, đi với ai nè? Mình đi với em trai của em. Rồi. Dạ. Em đi với hả? Em chú bác. Chào anh Quỳnh Linh, chị là Ngọc Lan. Nhưng mà em nhỏ của anh Kiên. Anh Kiên á, em thời điểm này anh em cũng lớn lên nhỏ. Nhưng cũng một phần nào đó hiểu cái tính mệnh. Thì tính mệnh đó thì cũng thiền hành. Anh chịu khó làm, lại vẫn cũng là sống nội tâm, cũng là mấy người ít nói lắm. Thì em thấy bạn nữ hôm nay thì có bạn ấy cũng có lời cũng phù hợp với anh. Thì nếu được thì anh chị cho nhau cơ hội để tìm với nhau xin thế nào. Để em cũng là. Rồi, cảm ơn nhà trai. Nhà gái đi hai đứa. Đi một mình hả? Có đi hai đứa. Đó là chặt đuổi 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 mình. Tin luôn quá. Thôi bây giờ chúng ta cho nó để gặp nhau nha. Mở ra. Dạ, em trai anh Sơn, giờ mình chọn gái vậy?
Bình Phước này ở đâu? Dạ, em ở Bình Phước. Em ở chỗ Bình Dương với Bình Phước. Mình đi Quốc lộ 13 luôn hả? Dạ, mình đi Quốc lộ 11. Mãi không có nghe rõ là em tên gì hả? Dạ, em tên Linh. Em làm công việc gì? Dạ, em là công ty Địa Gia. Làm trên Bình Phước đúng không? Dạ. Công ty thì có nhiều bạn nam hay quản lý, nhiều con trai mà sao mà chưa có nhiều. Dạ, do mấy ảnh coi chồng của mình mới là điều kiện gia đình. Thì đến cái chương trình này có duyên này thì nếu mà mình cho cơ hội, nếu mà không làm người yêu thì có thể làm bạn, làm chi kỹ là bạn với đường thị đó. Nếu mà anh ngại thì em nói thật thì em có một bé gái hôm nay cũng là 3 tuổi, thì cũng có lúc đều thông qua cũng dễ tính. Thì nếu mà anh coi con em là con của anh thì em nói thật vợ quen bạn nữ nào chưa vợ họ có thứ bạn đó như thế nào không có là cái thứ là bạn nữ hiện tại chưa không? Các bạn có nghe về quan điểm của nhân gia đình mỗi bên đó nghĩ sao gì nhân gia đình mỗi bên nào? Nếu mà cái hôn thì có chịu về với Cà Mau dùng tay để mà dạ, nếu mà em thấy nếu mà bên nào công việc ổn định và lo được gia đình thì về bên đó, còn chứ em không quan trọng là ở bên thì chồng hay bên nhà đó. Hiện tại cũng là đang làm ở Sài Gòn, nói chung là ai đâu làm gì thì sau này cũng sẽ về quê thôi, để nhận là hơn 10 năm nào thì có thể chuyển về quê sống cha mẹ cũng không qua được. Nếu có yêu cầu gì thì bạn trai, người chồng của em này. Dạ, em thì chỉ cần người đó, chỉ cần người đó là chỉ biết quan tâm lo gia đình và hiểu nhau hơn, cũng như buồn vui cũng phải chia sẻ ra, chứ không muốn là để trung tâm, chứ hoặc là như em con anh con em hoặc là con chúng ta thì đều phải đối xử đúng lắm, không có phân biệt. Em sợ là lấy nhau về người đó là phân biệt con anh con em hoặc là con chúng ta. Nếu mà anh thấy tại vì em cũng thấy nhiều người không có mưa không ngủ lát lòng, em cũng muốn là anh sẽ lắp cho em những tháng ngày em 1 tuổi và anh sẽ muốn anh thì anh đủ như là đủ hồn hay là gì đó thì chia sẻ với em sẽ cứ ổn là trên tay sẽ nghe những việc của anh. Nếu mà hẹn hò với nhau thì mình có thể về thành phố Hồ Chí Minh mình làm hay là sao? Mình dẫn lại cái đó. Dạ, tại vì cũng công ty em đang cũng lắm nhiều, cũng hàng hóa một ít, cũng để cũng làm nhiều nên cũng có thể chỉ làm cũng làm thêm để nuôi con. Hay. Thì em mới nói rồi đó, thì nếu mà bên công việc anh ổn định thì